Cô gái xinh đẹp nhất vùng tu hành trong túp lều nhỏ suốt 45 năm và trở thành huyền thoại. Ở Nepal, có một người phụ nữ tu hành đã 45 năm. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, bà ấy đồng ý cho một người lạ mặt đến thăm và cùng chia sẻ về câu chuyện của mình. Vị khách này may mắn đã được nhìn thấy người được mệnh danh là huyền thoại của ngôi làng này qua một khung cửa sổ nhỏ. Người phụ nữ này tên là Nga Wang Pema. Bà là một ni sư đã có rất nhiều năm tu hành tại vùng đất Nepal này. Những vị lão làng trong khu vực này đã kể lại rằng, khi còn trẻ, bà Nga Wang Pema lọt vào mắt xanh của nhiều trai làng vì ngoại hình như tranh vẽ và sự dịu dàng của bà. Bà ấy được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất vùng. Vì thế cho nên nhiều chàng trai giàu có trong vùng luôn mong ước có thể chinh phục và cưới bà làm vợ. Cuối cùng, một doanh nhân giàu có nhất vùng đã sử dụng quyền lực để ép gia đình bà đồng ý gả cho hắn. Tuy nhiên, bà Nga Wang Pema không lựa chọn cuộc sống giàu có xa hoa, mà chỉ một lòng muốn tu hành nên đã tìm cách trốn chạy. Khi được tên doanh nhân rước về nhà, bà đã bất chấp nguy hiểm chui qua một lỗ nhỏ trên nhà vệ sinh cạnh vách đá để tìm đường rời khỏi nơi này. Không còn nơi để chạy trốn, con đường duy nhất là đi thông qua đường hầm phân trong nhà vệ sinh. Nếu như là một người bình thường, có lẽ không ai can đảm để vượt qua thử thách này. Nhưng bà Nga Wang Pema thì khác. Không chút do dự, bà từng bước qua vũng chất thải hôi thối của nhà vệ sinh để thoát khỏi sự truy đuổi của người chồng giàu có kia. Và sau đó tìm đường đến một tu viện, xin xuất gia làm nữ tu và bắt đầu hành thiền. Bà Nga Wang Pema đã dành cả tâm trí của mình để tập trung vào thiền định. Cho đến một ngày, bà đã có một quyết định lớn nhất đời mình là rời khỏi tu viện. Một mình đến túp lều này và bắt đầu một cuộc nhập thất vô thời hạn. Cho đến nay đã kéo dài 45 năm. Trong suốt thời gian dài 45 năm, bà đã kiên trì sống trong túp lều nhỏ này và không bao giờ rời khỏi đó. Trong suốt nhiều thập kỷ, bà Nga Wang Pema đã thiền định và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc cho sự thay đổi của thời gian, sau 45 năm nhập thất, vẻ đẹp của bà Nga Wang Pema không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp của ánh sáng toát ra từ bên trong tâm hồn. Trong túp lều nhỏ này, bà tìm thấy được bình an từ nội tâm và sức mạnh của trí tuệ, vượt lên những cám dỗ và lòng tham thế gian. Bà Nga Wang Pema đã trở thành một tấm gương sáng cho các học viên. Nhưng có mấy người bỏ qua hết những tham vọng mà làm được như bà. Những người dân nơi đây luôn truyền tay nhau câu chuyện về lòng dũng cảm và quyết tâm của bà để truyền cảm hứng đến mọi người. Bà Nga Wang Pema cũng được người dân hết mực tôn kính và đã trở thành một huyền thoại tại địa phương. Mỗi du khách khi đến đỉnh Everest đều được nghe nhắc đến bà. Thậm chí những người dân nơi đây còn dẫn họ đến túp lều của bà để có thể tỏ lòng tôn kính, tụng kinh cầu phước lành hay đi quanh lều để cầu nguyện và còn làm rất nhiều việc khác. Một điều đặc biệt trong suốt khoảng thời gian dài bà nhập thất là ngoại trừ những người đến cung cấp lương thực, chưa ai từng được nhìn thấy bà, cũng không ai có cơ hội quay phim hay phỏng vấn, bởi bà Nga Wang Pema sống cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của bà suốt bao năm qua chỉ tập trung vào việc thực hành tâm linh và thiền định. Mãi cho đến một ngày, có một đoàn làm phim tài liệu đã đến khu vực đỉnh Everest. Họ đã nghe dân làng kể về một vị ni sư huyền thoại tu hành nơi túp lều hoang vắng trong suốt 45 năm. Câu chuyện này đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của đoàn phim. Họ hy vọng được gặp mặt vị ni sư này và ghi lại câu chuyện của bà như một cách truyền cảm hứng cho mọi người. Và may mắn rằng họ đã nhận được sự đồng ý của bà Nga Wang Pema. Một vị khách trong đoàn làm phim chia sẻ rằng khoảnh khắc cửa sổ nhỏ mở ra, anh đã nhìn thấy một hình ảnh mang lại cho anh ấy ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên. Một người phụ nữ thân thiện và niềm nở bước ra chào mọi người. Mặc dù bà ấy đã trải qua một thời gian dài bế quan trong túp lều không gặp một ai, nhưng bà không hề tỏ thái độ rụt rè. Thay vào đó, bà Nga Wang Pema cho người đối diện cảm giác những đức tính tốt và lòng trắc ẩn đều hiện hữu trên khuôn mặt bà. Sau khi chào hỏi mọi người, bà quay vào trong lều lấy một hộp bánh quy, sau đó mỉm cười mời những vị khách này. Sau khi biết được mục đích của cuộc viếng thăm lần này, bà Nga Wang Pema đã chia sẻ rất nhiều điều. Bà luôn nói chuyện với họ bằng ánh mắt ấm áp, thể hiện sự yêu mến và quan tâm với du khách. Qua lời nói và hành động, mọi người có thể ngay lập tức cảm nhận được sự từ bi và trí tuệ từ sâu thẳm trong trái tim của bà. Những kinh nghiệm tâm linh, hành trình tu tập cùng cuộc sống hàng ngày của mình được bà Nga Wang Pema chia sẻ với du khách
một cách nhiệt thành và cởi mở. Qua câu chuyện có thể thấy, hành trình tu tập của bà Ngawang Pema đầy khó khăn và những thử thách, nhưng bà vẫn kiên trì cho đến cuối cùng để đạt được sự thăng hoa của trái tim và mong cầu cho nền hòa bình của Vương quốc Nepal. Câu chuyện huyền thoại này đã truyền cảm hứng cho mọi người để theo đuổi tự do tinh thần và vượt ra ngoài cõi trần. Điều này đã chạm sâu vào trái tim khán giả và thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới. Bà Ngawang Pema dường như đã trở thành lịch sử và di sản văn hóa của vùng đất này. Một vị thiền sinh sau khi nghe những lời chia sẻ của bà Ngawang Pema đã rưng rưng nước mắt vì cảm động. Anh ấy nói rằng bà đã thực hiện được hết những gì mà anh ấy muốn làm trong đời. Anh muốn được như bà Ngawang Pema, sống tu hành ẩn dật, nhưng rất tiếc là vị sư phụ của mình chưa cho phép. Vì thế, anh thường tìm một nơi có môi trường gần gũi với thiên nhiên để thiền định. Vị thiền sinh này thường đến một khu rừng bên hồ và cảm thấy rằng sự hùng vĩ và bí ẩn của những ngọn núi rất có sức hút đối với mình. Anh ấy nói với bà Ngawang Pema rằng anh luôn khao khát được nhập thất trên một ngọn núi, vì nó giống như là một ngôi nhà thực sự. Bà Ngawang Pema đã không lãng phí cuộc đời của mình, và điều đó khiến anh cảm thấy rất ngưỡng mộ và quyết tâm tu tập, cố gắng làm theo tấm gương của bà ấy. Không chỉ có anh, mà còn rất nhiều thiền sinh khác mong cầu điều này. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, bà Ngawang Pema đã qua đời vì một căn bệnh. Cơ thể của bà vẫn đặt trong túp lều và không một ai được chạm vào, chỉ trừ một người bảo vệ và một vị tỳ khưu khác theo di nguyện của bà. Phải mất 7 ngày sau, những người khác mới có thể tự vào để kiểm tra. Trong những ngày cuối đời của bà Ngawang Pema, rất nhiều người dân đã đến túp lều của bà Ngawang Pema, mong rằng được một lần nhìn thấy gương mặt của bà ấy ngoài đời thực và xin những lời chỉ dạy cuối cùng của bà để có thể tìm được bình yên qua việc nhập thất. Tuy đây chỉ là một túp lều nhỏ, nhưng luôn là nơi tồn tại một lực hấp dẫn vô hình từ bà Ngawang Pema với các học viên thiền định. Chúng ta đã từng không tin rằng con người có thể đến mặt trăng, nhưng cuối cùng con người đã làm được. Và chúng ta có thể không tin những vị thiền sư này đã đạt được giác ngộ trong đời, nhưng cuối cùng họ đã đạt được. Như lời một vị thiền sư nổi tiếng đã nói, dù bài hát có hay đến đâu, nhưng đối với những người không hiểu được ý nghĩa của nó, thì đó cũng chỉ xem là một giai điệu. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.